Đây. Lớp 13 một đủ vị trí chưa? Đây là Trần Trung Cát Tỳ, chúng ta cần nói là gọi lên nha. Trận chung kết chúng ta cũng chỉ kéo một trận duy nhất, như vậy đội nào thắng là chiến thắng mạnh mẽ nhất luôn, nhớ chưa? Mười hai em một bỏ tay ra đã. Bỏ tay ra đi đã. Giật top 12 em một đây. Dập nhiều dập lửa ấy, mẹ đổ nước vào lửa ấy. Chúng ta kéo. Nào, đang lên xả tay ra tí cho em. Đang lửa đã.